Và cùng với sự tái hợp của Romario với đội bóng xứ Thanh thì V-League năm nay cũng chứng kiến một cuộc tái duyên khác, đó là trường hợp của Rafael Sơn với Nam Định. Chắc chắn là với đội bóng Nam Định và Rafael Sơn thì anh Minh Hải có rất nhiều những thông tin liên quan đến cuộc ngày trở về, lối cũ ta về của Rafael Sơn. Thực ra thì đây lại là một cái câu chuyện nó rất đơn giản và nó được quy định một cách rất là ngắn gọn, mọi thứ rất đơn giản. Chúng ta biết là người đại diện của Rafael Sơn cũng là người đại diện của Henryo, và đây là một mối rất là thường xuyên của Nam Định. Và ở V-League thì nó đã có những cái con số, nó đã cụ thể rồi. Anh là vua phá lưới gì, chuyển nhượng là 350.000 một mùa, tiền lương không quá 30.000. Đó, nếu mà các anh ok như thế là xong luôn. Thì người đại diện của anh này về Nam Định ngồi nói chuyện với nhau khoảng tầm 15-20 phút. Nên tất cả mọi thứ xong xuôi thì tôi đã có được cái thông tin là bạn ấy đã xong rồi. Thậm chí họ còn tính toán luôn cả cái việc là nhập quốc tịch cho Henryo và Rafael Sơn nữa vào năm 2024 và 2025. Thì đó là những cái thông tin mà tôi nghĩ là nó cũng sẽ rất là vui. Không có bất cứ một cuộc tranh cãi nào cả. Bởi vì là Henryo và Rafael Sơn, tức là những cái mà có thể tạo ra những cái khó khăn cho những bản hợp đồng thì nó đều đã được giải quyết ngay từ đầu đối với Rafael Sơn rồi. Cùng một người đại diện, cùng người đồng đội cũ, rồi lại trở về cái nơi mà bạn ấy thi đấu lần đầu tiên ở Việt Nam. Rafael Sơn khi mới sang Việt Nam đá cho Nam Định là cực kỳ, gọi là được người Nam Định cực kỳ yêu mến. Đấy, bây giờ lại có sự trở lại nữa. Và Nam Định có thêm một cái yếu tố nữa, đấy là khi mà kéo lại Rafael Sơn thì vừa là lấy được một tiền đạo hay, vừa lấy được một cầu thủ mà chơi rất là hợp với Henryo. Nhưng quan trọng nhất là gì? Đấy cũng là một thỏi nam châm để hút khán giả đến. Chúng ta thấy là kể cả Văn Toàn, kể cả Rafael Sơn, tất cả mọi thứ chúng ta nhìn thấy đều mọi thứ rất là ổn. Một bản hợp đồng có rất là nhiều những điều đi kèm và rất nhiều những sự kỳ vọng ở đằng sau đấy. Thực sự thì Rafael Sơn cũng chả kém Romario. Quan điểm của cá nhân tôi là đá và thành tích ghi bàn cũng cháy chẳng kém gì Romario cả. Bằng chứng là Nam Định mùa giải đầu tiên thì anh có được 6 bàn thắng. Mùa sau đá cho SHB Đà Nẵng cũng 6 bàn thắng. Và sau tổng cộng là 39 trận thi đấu cho đội bóng đất võ thì anh này tổng cộng là có được 21 pha lập công. Cũng là một thành tích ghi bàn ấn tượng. Anh Phương Nam, anh quan sát về cách chơi, về mặt chiến thuật cũng như là tất cả những cái yếu tố liên quan đến cách vận hành của Rafael Sơn thì anh nhận thấy ở tiền đạo này có điều gì đặc biệt? Tôi nghĩ rằng Rafael Sơn là tiền đạo toàn diện nhất của V-League. Nhiều người đánh giá như vậy, không phải riêng cá nhân tôi. Anh ấy hoàn toàn khác hẳn Romario. Romario là mẫu người không biết phối hợp và không biết truyền cho người khác ghi bàn. Nhưng các bạn thấy rằng là Rafael Sơn đã không chỉ làm nhiệm vụ ghi bàn mà những người bên chơi bên cạnh anh đều hoàn toàn có lợi. Này. Anh ấy biết bật tường, anh ấy biết cầm bóng, biết băng xuống nách, biết chuyển ngang, biết băng cắt đánh đầu. Nói chung là một tiền đạo tôi đánh giá rất là cao ở V-League. Và tôi cũng hoàn toàn rất tán đồng cái bản hợp đồng này của Nam Định. Và với tôi thì nó cũng là một cái bản hợp đồng nó phù hợp không khác gì với Romario, với Đông Á Thanh Hóa. Romario thời điểm này đến với Nam Định chưa chắc đã phù hợp, nhưng với Rafael Sơn thì thực sự là cực kỳ phù hợp. Ngoài cái việc anh ấy kết hợp cùng với Henryo thì tôi nghĩ rằng Nam Định bây giờ vẫn đang trên một cái quá trình xây dựng lại lực lượng và mặt đội ngũ, và họ đã đặt ra cái tiêu chí là lối chơi của Nam Định phải là kiểm soát bóng, phải là tấn công cách đẹp mắt, thì họ đang có những cái cầu thủ có khả năng giữ bóng, có khả năng phối hợp trên hàng tấn công rồi. Tôi đang hơi lo lắng một chút về cái tuyến tiền vệ của Nam Định thôi, chứ riêng hàng tấn công bây giờ thì với Henryo, với Rafael Sơn, với Coutinho, với Văn Toàn thì họ đang có Tô Văn Vũ nữa, vừa họ đang ký đồng thêm ba tái ký thêm nữa, thì tôi nghĩ rằng đó là hoàn toàn một cái về mặt lý thuyết là rất ổn rồi. Với Rasmus Sơn tôi nghĩ là anh ấy có một điều nữa khác với Real, đó là một cầu thủ trưởng thành, đó là một cầu thủ chuyên nghiệp. Những năm đầu khi anh ấy thi đấu cho FC Đà Nẵng, huấn luyện viên Lê Đình Đức đánh giá Rasmus Sơn cũng cực kỳ cao, nhưng lúc đó thì Rasmus Sơn lại bị ảnh hưởng bởi câu chuyện gia đình, vợ anh ấy mang bầu đứa con đầu tiên và cô ấy có những cái sự thất thường khiến cho Rasmus Sơn không tập trung vào đá bóng được. Giai đoạn đầu đá khoảng 6 trận 7 trận đã ghi 6 bàn rồi, nhưng toàn bộ giai đoạn 2 thì gần như là không đá được và có cảm giác như bị stress. Nhưng chúng ta nhìn thấy 2 năm gần đây khi anh ấy chơi bóng ở Topelem Bình Định, nụ cười đã trở lại với Ryan Sơn và cảm hứng đã trở lại thì đương nhiên rồi. Và bây giờ thì cuộc sống của gia đình của anh ấy hoàn toàn rất là ổn định, và theo những cái thông tin đồng đội vui ở Topelem Bình Định ấy, anh ấy cũng tìm ra những cái giải pháp cho chuyện gia đình anh rồi. Bầu anh gửi về quê nhà luôn để gia đình ở nhà chăm sóc, còn anh ấy tập trung đá bóng vào đây. Chúng ta thấy rằng trong những năm gần đây Rafael Sơn chơi rất ổn định. Suy cho cùng, người đàn ông nào thì cũng cần hậu phương mình về thực sự là yên ổn thì bắt đầu mới cái vấn đề của cầu thủ ngoại tập trung nó được. Khá là quan trọng đấy, nó là cái sự hòa nhập, nó là mặt tư tưởng. Chỉ lúc chúng ta đánh giá họ nó chỉ bằng một phần trên sân thôi, nhưng ở bên ngoài sân cỏ cũng là một điều quan trọng. Và đương nhiên rồi, cũng như Minh Hải nói, việc Rafael Sơn trở về Nam Định cũng là trở về nhà. Khi mà bạn ấy đi ấy,
nó có rất nhiều sự luyến tiếc, có rất nhiều tình cảm, nhưng không có sự cay cú, không có sự thù hận của khán giả Nam Định, đúng không ạ? Bởi vì họ hiểu lúc đó thời điểm Nam Định chưa có tiền. Đấy, bây giờ Nam Định có tiền rồi thì mọi thứ đều tốt đẹp, và cái mối lương duyên giữa Ra Sơn và cổ viên Nam Định nó vẫn là một trong những cái mối tình đẹp của cầu thủ. Vâng, trở về với mái nhà yêu thương trong vòng và vòng tay của các cổ động viên, hình ảnh đấy chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều trên các fanpage của Nam Định. Và lúc đấy thì anh Minh Hải cũng có chia sẻ thông tin là Henry cũng rất là thích khi mà Ra Sơn tái hợp. Và trong cái đợt công tác gần đây thì các phóng viên của VTV Cup, thưa quý vị, cũng đã có được cuộc phỏng vấn với Henrio, và cùng với đó là có một lát cắt rất là mỏng về Ravenson để nói về sự tái hợp giữa Henrio, giữa Ravenson và bóng đá Nam Định. Xin được cảm ơn Henrio đã dành thời gian cho VTV Cup về buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Đầu tiên xin được hỏi Henrio là Thép Xanh Nam Định đã có những chuyển biến đáng kể gì trong quãng thời gian vừa qua? Trong mùa giải đầu tiên tôi chơi cho Thép Xanh Nam Định, dĩ nhiên mọi thứ luôn khó khăn. Tôi chơi bóng cùng những đồng đội mới và tất cả đều mất thời gian để hòa nhập về mọi mặt. Sang đến mùa giải thứ hai này, mọi thứ đã đi theo đúng quỹ đạo và dễ dàng hơn với toàn đội. Các cầu thủ chúng tôi đã hiểu nhau hơn nhiều. Bên cạnh đó, đội còn chiêu mộ thêm nhiều ngôi sao và đó là điều thuận lợi ở mùa giải mới. Được biết Ravenson là bản hợp đồng đầu tiên mà Thép Xanh Nam Định đem về ở mùa giải năm nay. Vậy thì bạn đánh giá như thế nào về sự góp mặt của Ravenson trong đội hình của Thép Xanh Nam Định ạ? Tôi và Ravenson là những người bạn thân, ngay cả ở bên ngoài sân cỏ. Chúng tôi cũng thể hiện điều này và tất cả mọi người đều đã biết. Tôi nghĩ đây sẽ là một sự hỗ trợ tốt cho tôi tại Thép Xanh Nam Định, bởi chúng tôi đã quá hiểu nhau. Ở trên sân, tôi chỉ cần nhìn cậu ấy là đủ và tôi biết mình cần phải làm gì, xử lý bóng ra sao để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ravenson. Tôi thực sự rất mừng về điều này. Henrio vốn đã hay và điều đó được thể hiện qua thông số những bàn thắng hay là kiến tạo. Vậy thì khi Ravenson đến thì bạn nghĩ rằng sự kết hợp của cả hai sẽ như thế nào ạ? Điều này thì hiển nhiên rồi. Tôi rất muốn chơi bóng trong một tập thể có nhiều cầu thủ chất lượng, bởi tôi sẽ có nhiều vệ tinh hỗ trợ. Chắc chắn tôi sẽ thi đấu một cách dễ dàng hơn, nhất là khi những đồng đội đã hiểu được ý đồ của tôi. Với Ravenson, như tôi đã nói, chúng tôi đã có thời gian chơi với nhau, nên tôi hiểu cậu ấy di chuyển như thế nào và cậu ấy sẽ làm gì sau khi nhận đường truyền từ tôi. Ngoài ra đội còn có Văn Toàn. Dù chưa thi đấu với cậu ấy một trận nào, nhưng tôi biết Văn Toàn là một cầu thủ tốc độ tốt và hoán đổi vị trí cũng rất thông minh. Vậy thì mục tiêu và sự kỳ vọng của Henrio ở mùa giải tới đây là gì ạ? Kỳ vọng của chúng tôi ở mùa giải chắc chắn là cao rồi. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, đó là đứng trong top đầu của giải. Và chúng tôi hy vọng có thể đứng được thứ hạng cao nhất để giành được chức vô địch. Như các bạn thấy đấy, chúng tôi đã tỏ rõ tham vọng như thế nào ở mùa giải năm nay. Đội chúng tôi có thêm nhiều tâm bình và tự tin hướng đến chức vô địch. Vâng, hy vọng là với tinh thần cũng như là sự chuẩn bị của Henrio qua bài phát biểu vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy một bộ đôi thực sự là hoàn hảo giữa Henrio và Ravenson để đóng góp được nhiều bàn thắng không chỉ cho Nam Định mà cho cả sân cỏ của Felix.